Sau Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ cả nhà con máy lọc khí Panasonic cực đẹp luôn. Mẫu mã hiện đại các bác nhé. Một con FVC70XL. FVC70XL. Em để mã số 3 này. Máy nguyên bản 100%, tất cả các chức năng đều hoạt động tốt, hình thức còn rất mới. Cực đẹp luôn nhé. Đã đầu với nắp điện 220V rồi ạ. Đây là cái mẫu lọc khí cao cấp nhất tại cái thời điểm nó sản xuất, có mắt cảm biến phát hiện người không này. Đấy, đủ 5 cảm biến luôn nhé. Báo 100% độ ẩm, Eco 5V, báo Nano, cảm biến ánh sáng này. Đấy. Một cảm biến này, hai cảm biến, ba cảm biến, bốn cảm biến, năm cảm biến. Đấy, cực đẹp luôn. Máy thì rất dễ sử dụng thôi. Đây là cái nút bật chế độ bù ẩm 3, cấp độ bù ẩm, các tốc độ lọc khí khác nhau. Đấy, các điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy, chế độ lọc khí khử mùi nhanh này. Đấy. Mấy các cái chế độ rất là nhiều chế độ khác nhau các bác nhé. Con này màng HEPA thay mới tinh rồi, màng HEPA thay mới, màng than con này trong rất là dày. Con này màng chung là Pana nó có cái màng than rất là dày các bạn, dày có tướng luôn nhé. Xì. Đấy. Đây là cái mẫu VIP, VIP tại thời điểm sản xuất. Đấy. Thì đẹp luôn. Con này nó dâng cả trên cả dưới luôn, tức là rất là cầu kỳ. Mặt dâng, lúc thì nó dâng cả hai, lúc thì nó dâng một. Năm sản xuất 2015, FVC70XL 60W, dùng cho phòng khoảng 40-45m lùi các bạn nhé. Series này 27A. Một chiếc máy đẹp mới. Hiện nay thì các bác xem thử báo thời tiết đấy, cái chất lượng không khí của Hà Nội cũng ô nhiễm luôn. Mấy hôm vừa rồi rất ô nhiễm nhé, hôm nay thì đỡ rồi. Hôm nay em bật cái máy kiểm tra chất lượng không khí của Hà Nội thì khá là tốt. Mấy hôm trước thì xếp vào thứ hạng ô nhiễm thứ 3 thế giới luôn. Cho nên là cái máy lọc khí các bác rất là cần thiết trong một gia đình. Một ngày mình đi làm việc bên ngoài môi trường mình tiếp xúc rất là nhiều các khí bẩn, bụi bẩn. Mình có máy lọc khí trong nhà thì mình đêm ngủ mình được chục tiếng ở với không khí sạch. Nó cũng đỡ được rất là nhiều các bệnh về đường hô hấp các bạn ạ. Nhà có người già trẻ nhỏ hay các bác nào mà đường hô hấp yếu, mình lên sắm một chiếc để các bác thấy rồi. Cái chất lượng không khí sau khi đầu ra của máy nó thổi này, cực tốt luôn nhé. Chứ là không khí Nhật họ đã làm ra là tiêu chuẩn, nó là tiêu chuẩn thế giới rồi, chứ không có cái chuyện là nhiều bác nghĩ là nó không có tác dụng gì hay như thế nào. Đấy, có máy đo thực tế luôn coi nhé. Đấy, bỏ ra ngoài con thấy chất lượng không khí kém dần lên ngay. Đấy. Còn máy rất đẹp nhé, trước này em bán là 4,1 triệu, bảo hành 1 năm. Ở đây là khu vực bình nước bù ẩm thôi. Đấy. Còn zin còn khá là đẹp nhé. Máy khá là xuất sắc. Chào các bác.